Uber giờ rút khỏi rồi thì còn hãng Grab đang làm một mình, thì hãng Grab bây giờ tôi thấy giá có vẻ tăng lên. Không chỉ riêng anh Hoành phải chi trả số tiền di chuyển cao hơn trước đây, mà trên nhiều diễn đàn cũng xuất hiện thông tin Grab có cước phí cao hơn bình thường sau khi Uber dừng hoạt động hoàn toàn tại thị trường Việt Nam kể từ ngày 8 tháng 4. Trước thì có 2 người kinh doanh, đến bây giờ họ nhập vào Grab thì bây giờ chỉ còn lại 1 người kinh doanh. Vậy thì 1 người kinh doanh thì cái cơ chế nó sẽ xảy ra là cơ chế độc quyền. Độc quyền đối với thị trường, sau khi họ chiếm thị trường, họ sẽ điều tiết lại và ai là người chịu, đó là người tiêu dùng. Bây giờ là ở Việt Nam tôi thấy rằng là chỉ còn Grab là cái xe là gọi là xe đi chung hoặc là cái xe hợp đồng điện tử thôi. Đấy. Và chúng ta đều biết rằng là ngay lập tức chúng thấy ngay cái tính chất độc quyền. Tức là cái tính chất gọi là trước đây thì có gì nhỉ? Khuyến mại, liên miên, đúng không ạ? Bây giờ ít hẳn rồi. Và bản thân cắt giảm cả số xe các thứ để phục vụ. Theo quy định của luật. Trao đổi với phóng viên VTC1 về những lo ngại xảy ra sự độc quyền dẫn đến ép giá và người tiêu dùng không được lợi dù sử dụng xe công nghệ, đại diện Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương cho biết, nếu nói về dấu hiệu độc quyền thì có thể là không hoàn toàn đúng, vì hiện Việt Nam có tới 10 công ty đang hoạt động thí điểm những ứng dụng này trong việc cung cấp phần mềm đặt xe. Chính vì thế, điều mà cơ quan chức năng đang quan tâm hiện nay đó là xem xét có hay không việc tập trung kinh tế. Theo quy định của luật cạnh tranh thì cũng xác định rất rõ rằng là những cái ngưỡng thị phần khi sáp nhập thì thị phần tổng hợp kết hợp của các doanh nghiệp của Grab, Uber thì phải đến một cái ngưỡng là 30% trở lên, đến 50% thì phải có nghĩa vụ thông báo với cơ quan có thẩm quyền. Tôi cũng đang tiến hành là điều tra sơ bộ và trong vòng 1 tháng nữa, khoảng 30 ngày thì cũng sẽ có cái kết quả đầu tiên để kiểm tra xem cái tình hình là gì, tập trung kinh tế của hai cái công ty này. Được biết, thời hạn điều tra sơ bộ là 30 ngày, được tính kể từ thời điểm có quyết định là ngày 13 tháng 4. Trường hợp thị phần kết hợp của các bên gồm Uber và Grab chiếm từ 30 cho đến 50% trên thị trường liên quan mà không thông báo cho cơ quan cạnh tranh trước khi thực hiện, thì doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế sẽ bị phạt tiền lên đến 10% tổng doanh thu trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm.